Đây là cái khúc mà Đức Thầy á viết quân lực Việt Nam sẽ trở về Sài Gòn. À. Đây là cái khúc mà Đức Thầy á viết thuyền Bát Nhã bình bồng trôi nổi, tìm vớt người cứu rỗi Trần Lao. Buồn rầu vương lặng trời cao, thương dân mến nước lệ trào không hay. Thầy nói như vậy. Lời đạo đức nghĩa này dáng hiểu, mùa hòa đồng kết liễu quỷ vương. Đang tay cắt đứt dây cương, để cho nhân mã trên đường tự do. Bắt đầu thầy nói này. Mùa trâu biển reo hò vang dậy, đã bỏ cày khổ lấy rừng sâu. Đúng ngày mùa thử sức trâu, theo đường vượt biển trời Âu trở về. Tức là mùa trâu biển là trâu biển là chắc là thầy nói là thủy quân lục chiến đó. Sẽ có ngày tự tề hát báo, diều hâu đang cấu tạo nền trời. Thiên thần mũ đỏ được dời, mũ xanh nón sắt khắp nơi tìm đàn. Thiên thần mũ đỏ là nhảy dù, diều hâu là máy bay. Ráp lại khúc khải hoàng lưu luyến, tiếng gọi đàn ó biển Hải Âu là hải quân. Bạch tượng đã ngủ từ lâu, bỗng nghe lời gọi gật đầu rống lên. Loại mũ đen bồng bềnh chờ đợi, lòng bền chờ đợi, áo giáp đang lỡ cỡ cua đồng, tức là thiết giáp. Mừng vui nay hợp đàn đông, kình ngư bể cả xuôi dòng quê hương. Mấy năm đó ông dặn cái trọng độ cũng viết toàn dù ngược gió hải hương hải dương lối dạng, đội thần phong làm bạn nền xanh là máy bay đó. Sư pháo lấn đất quyết giành, phục binh lôi hổ rừng xanh tràn về. Trên trời pháo tứ bề binh bộ, đội thuần phong rần rộ gầm vang. Cua đồng bò dọc bò ngang, các kè hoảng sợ tìm đàn mà chui. Đó, thầy nói là đội thần phong máy bay này, được cua đồng tức là thức giáp này, bò ngang bò dọc, các kè hoảng sợ, các kè là Việt Cộng á, các kè hoảng sợ tìm có đàn. Nào à, khác hơn cua rồi không, có chim nọ mà đọc chim nọ đi cho nó chim. Bây giờ mới nói này, thầy kể chuyện nó, thầy nói này, thầy kể chuyện ngược xuôi vui miệng như người điên chạm điện thần kinh. Điên buồn điên nói pháp kinh, điên nhìn sông núi, điên kình thế nhân. Ai nghe điên lần lần cũng mát, Nguyễn Thiền đăng quá đáp sái mùa. Dân ngược nói chuyện hốt dùa, sắp đời họ Nguyễn, ta hùa dân theo. Chắc là cái người tương lai là họ Nguyễn, để trở về đất nước. Thầy nói là sắp đời họ Nguyễn, ta hùa dân theo. Ai chẳng biết hùm beo hang dữ, hung dữ này thầy trữ đã lâu. Kể luôn loại điểu Hải Âu, kỳ này họp lại niệm câu Di Đà. Để trừ khử quỷ nhà hàm hổ, bọn quỷ đang đào lỗ sửa hầm. Quỷ ra là gì cộng, cộng sản. Bọn quỷ đang đào lỗ sửa hầm, chiến thuật đào hố đừng lầm, chờ khi thất bại âm thầm mà chui. Trời khiến rắn cái đuôi dài sập, chui cái đầu cùng tập loài đuôi. Bởi đụng chất độc thụt lùi, ván bài lật ngửa khá vui kỳ này. Bọn quỷ đỏ quan thầy đành chịu, rắn không đầu định liệu làm sao. Lần lần vũ khí tiêu hao, ngọn cờ liềm búa rủ màu khang tan. Quốc tế hiện bàn luận bàn phán xử, lũ quỷ ma
lên cử rét run, hết khoe danh tiếng anh hùng, thế nước quốc cùng quỷ chịu bó tay. Cờ ngũ sắc tung bay trước gió, cờ ngôi sao rời bỏ đó đây. Búa liềm đại diện cờ thầy, cùng chung cảnh ngộ phơi thay chiến trường. Rồng xuất hiện xuất vương đe dọa, lắm khắp nơi chuyện lạ đổi mùa. Thu tàn sẽ bị đông xưa, xuân về cứu lấy lúa mùa toàn dân. Đại khái như vậy.